Sáng 10 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Giao An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023. Dự chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch. Năm 2023, xã Giao An phấn đấu trồng mới trên 330 ha rừng. Để thực hiện được mục tiêu đó, ngay trong lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức cần đóng góp cụ thể, thiết thực, thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Ngay sau hồi trống phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Giao An tiến hành trồng trên 160 cây cao dọc tuyến đường tại khu vực làng Bắc Nẵm. Được biết, hàng năm xã Giao An luôn thực hiện trồng và chăm sóc diện tích rừng trồng theo đúng kế hoạch đề ra, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2022, xã Giao An đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Trồng rừng vụ xuân trên địa bàn xã năm 2022 là 334 ha, trong đó trồng rừng sau khai thác là 230 ha, trồng rừng chuyển hóa từ cây gỗ lớn là 16 ha, trên 2 ha cây ăn quả các loại. Theo kế hoạch năm 2023, xã Giao An sẽ thực hiện trồng trên 300 ha rừng, trong đó tập trung vào các loại mang lại giá trị kinh tế cho người dân như các loại cây gỗ lớn, luồng, cau, các loại cây dược liệu, cây ăn quả,